chào quý vị đến với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương. Luật sư David Vương chuyên về những vụ tai nạn xe cộ, những vụ liên quan đến bảo hiểm. Văn phòng tọa lạc trên lầu 2 khu Hồng Kông 4 và trở lại làn sóng bây giờ thì trước hết là chào luật sư David Vương. Dạ, xin chào Quốc Bình. Vâng, không biết là trong những ngày tháng qua là thấy luật sư David Vương là thấy có chuyện gì mà luật sư gọi là làm quan tâm nhất không? Đâu ạ. Có nghĩa là bây giờ là vẫn còn ra tòa không? Còn cũng như bữa nay là cái lịch gặp nhiều thân chủ hay ra tòa nhiều hơn? Dạ đúng rồi, lúc nào cũng bận hết á. Bữa nay có một cái hồ sơ mà luật sư Vương đi về chưa xong mà đi về tòa nó gọi lại. Ủa tại sao vậy, tại sao đi về? Tại vì bận quá quên. tòa nó gọi mà rồi nó gọi nó ok thôi hoành lại ngày mai. Thường là nói thật chứ gọi là vậy chứ khi đi ra rồi mà quanh lại nhiều khi cũng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ đúng thì rồi. Họ đâu chờ mình đâu. Đúng rồi, nhưng mà nhiều lúc mình có good credit thì ok. Không, nhiều trong những trường hợp đó mà giả sử đây cái tòa đầu tiên mình vô đi mà mình quên vậy thì sao, là ông tòa ông phạt ai, phạt luật sư hay phạt thân chủ mình? Không, mình sẽ trả xuống dưới đó chứ. Mình nó có nhiều cái hồ sơ Quốc Bình hỏi rất hay, là có nhiều cái hồ sơ là mình quên á thì mình phải hoành lại. Ok, mình have no choice. Nhưng mà cái này là mình chỉ cho mình thôi, nghĩa là mình không có phía bên kia để cãi. Bây giờ mình làm việc với tòa thôi. Đó thì tòa nó thấy David, nó thấy ổng tùm lum la, tự nhiên ổng chưa xong cái hồ sơ, tại vì mình có hai cái hồ sơ bữa đó, hôm qua bữa nay. Mình có hai cái hồ sơ bữa nay mà mình làm một cái hồ sơ xong rồi thấy David nó kêu mất tiêu rồi. Vâng, thì không biết là như vậy thì hôm nay mình muốn nói một chút về những cái quan tâm nào đối với quý vị mà khi đụng xe không ạ? Không, bữa nay mình muốn nói về một chút tí về cái bảo hiểm của chiếc xe. Đó. Thì bữa nay có một người thân chủ của David đó nói rằng là tôi không có muốn claim bảo hiểm của tôi sợ tôi lên, sợ bảo hiểm của tôi lên. Đó. Thì David cũng đồng ý, như là luật sư nghe lời thân chủ thôi. Xong rồi David mới gọi cho claim adjuster bên kia. Thì bên kia mới nói là ok, bây giờ mày có, ta sẽ thường mày 7.000 cộng với 2.500 của mày là 10.000 mấy thì cũng đủ rồi. Thì David mới nói là không được, tại vì khách của tôi không có muốn claim bảo hiểm của họ. Cho nên họ không tính gì vậy. Cái họ cười. Cái claim adjuster là cười, nói cái người nào mà nói câu đó vậy đó. Cái bảo hiểm mà nói cái người nào nói cái câu đó vậy, hiểu không? Mày mua bảo hiểm mày phải xài. Đó thì ở đây bữa nay David muốn nói với cộng đồng là chính bảo hiểm nó còn nói với David là mày mua mày phải xài. Không, thật sự ra thì mình bỏ bao nhiêu tiền ra đến lúc mình cần mình không xài thì khi mình mua đến chi, đúng không? Thì họ có dùng một cái chữ hơi nặng nhưng mà David không có dám nói trên đài. Nhưng mà ý với David muốn nói là kính thưa quý vị là tiểu bang Texas của chúng ta và thành phố Houston chúng ta rất là nhiều người không có bằng lái để lái xe nhưng mà vẫn lái xe. Và có rất là nhiều người mua bảo hiểm á, có tháng mua và có tháng không mua. Đó. Như vậy thì sao? Rồi là nếu mà vô tình mà vô trúng cái tháng mà không mua thì sao? Là không ai thì mình phải dùng cái bảo hiểm của mình. Nhưng mà cộng đồng Việt Nam chúng ta cứ bị cái allergy, một cái allergic là đừng có claim bảo hiểm của tôi, luật sư Vương. Nhưng mà từ từ trong cái lúc mà chương trình của hai anh em mình cộng với những anh chị em phục vụ cho cộng đồng mình thì thường thường bây giờ bắt đầu nói rằng là mình nên dùng cái bảo hiểm của mình đó, tại vì cái đó là cái quyền lợi của mình. Tại sao mình mua là mình mua giống như là mình mua cho bên kia vậy đó. Nhưng mà luật sư cũng có nói là trong trường hợp như mình quẹt nhau mà nhiều khi mình nghĩ là sửa 500-700 thì tôi không cần phải claim bảo hiểm mình. Cái đó không nên. Cái đó là Quốc Bình nói rất hay, là có nhiều lúc cái deductible của chúng ta đó, nó đã 500 mà chiếc xe sửa thì 700 thôi bỏ thêm 200 nữa tự mình sửa luôn. Nhưng mà nhiều anh chị em không có hiểu cái deductible. Cái deductible 500 nghĩa là gì? Là thí dụ như bây giờ cái chiếc xe hư của mình á mà hư 700 á thì bảo hiểm nó ký cái check ra chỉ có 200 thôi. Tại sao vậy? Là tại vì deductible mình 500, cái chữ deductible. Cái chữ deductible nghĩa là mình phải trả 500. Rồi còn lại đó thì bảo hiểm sẽ trả, nhưng mà bảo hiểm chỉ còn lại có 200 thôi. Đúng thì rồi. Nó cũng không có đáng để mình bị một cái quẹt.
Có nghĩa là cho dù là họ đền mình 200 hay họ đền mình 5.000 thì mình vẫn bị một cái điểm giống nhau. Dạ. Có nghĩa là họ dựa trên cái điểm đó mà họ tăng, chứ không phải họ dựa trên cái số tiền họ đền mà họ tăng mình. Dạ. Nhưng mà Quốc Bình nhớ cái này nè, cái này nó khác biệt là ai làm ra lỗi. Ai làm ra lỗi là nếu mình làm ra lỗi, mình claim bảo hiểm của mình thì mình bị một cái first. Cái đó yes. Ok. Nhưng mà trong cái bảo hiểm của chúng ta đó, nó có nhiều phần là không tính theo lỗi dẫn thường. Không tính theo lỗi, nghĩa là mình cứ claim cái phần đó thì họ không có tính lỗi gì hết trơn á. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta claim bảo hiểm là chúng ta sẽ bị lỗi hay bị cái phạt. Thí dụ như bây giờ cái hồ sơ UAM, bên kia lỗi, bên kia không có bảo hiểm. Mình dùng cái phần đó, mình đâu có lỗi đâu. Thì đúng ra không? Là mình claim như vậy mình vẫn không bị tăng đúng không? Đúng rồi, tại vì mình không lỗi. Thì bảo hiểm á, không nó không có set up là thường ra bao nhiêu mới lên hay là không lên. Họ không có biết được cái cách mình lái như thế nào. Nhưng họ bán bằng một cái cách gọi là theo cái điểm credit của mình hoặc là tuổi của mình hoặc là này nọ nếu mình không có cái history record. Nhưng mà hình như là nếu mà có một số quý vị đã thỉnh thoảng nó nói là tôi thấy là không phải lỗi của tôi cũng bị nó không lên, nhưng mà hình như là sau khi renew ra đấy nó lên thì là tại sao? Họ lên nào nó vẫn tính không? Đúng. Nhưng mà chúng ta Quốc Bình nói rất hay là tại vì họ tính bởi vì cái điều khác. Chứ không phải là họ tính bởi vì anh claim cái Quốc Bình claim cái bữa đó mà không phải lỗi của tôi. Có thể là chúng ta thiếu nợ nhiều quá hay là chúng ta trả bill không có đúng, cái điểm của chúng ta thấp, hãng bảo hiểm lên. Nó có một số cái factor để mà nó định cái giá cho mình. Dạ, có nhiều cách lắm. Mà thứ hai nữa đó là bây giờ trong cái vùng đó, trong cái vùng đó là họ đã lỗ và họ đã xin phép hãng bảo hiểm lên. Thì tới cái ngày đó họ sẽ lên xong cái lúc renew. Đó Quốc Bình tại sao mà nó không có lên mà nó phải đợi tới cái lúc renew? Thì tại vì mình ký contract cái term đó rồi thì phải xong cái term thì nó mới renew đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà hình như là mà mình để ý là thường nó cứ 6 tháng 1 chứ đâu có ai đi 5 đâu anh ha. Tùy theo hãng nhưng mà mình nói trung bình á, in general á, tiếng Mỹ mà nói trung bình là xe đó thì 6 tháng. Nhà đó thì 1 năm. Nhưng mà cũng có vài hãng là bán xe bán 1 năm. Nhưng mà bây giờ càng ngày đó thì cái bán xe mà bán 1 năm đó, nó không còn nữa, chỉ còn có 1-2 hãng thôi. Giờ David đố Quốc Bình tại sao mà hãng bảo hiểm thích bán xe mà chỉ bán 6 tháng thôi mà không bán 1 năm? Chắc là họ cũng muốn mình qua hãng khác rồi xong trở lại họ sao. Giống như họ muốn là cái 6 tháng này không đụng xe là ở với họ, 6 tháng kia vừa mới qua bên kia là đụng. Well, cho bên kia đợi. Đâu phải, tại vì đó cái 6 tháng là mỗi lần chúng ta renew đó thì họ có cơ hội để họ căng mình lại một lần nữa. Thì thí dụ như Quốc Bình mới vừa nói là mới có 1 tháng, 2 tháng mà đụng 2-3 lần. Thì trong vòng 6 tháng nó căng, nó phải giật lên. Đúng rồi. Thì cái trong vòng 6 tháng nó renew là gì? Để cho hãng bảo hiểm căng lợi, xét lợi. Dùng cái chữ là xét lợi cái anh này, ảnh lái có tốt không? Cho nên bây giờ hãng như là hãng Kaiko đó, họ nói là họ sẽ award, họ sẽ cho những cái người nào mà đi với họ rồi mà không bị tai nạn mà lúc căng lại lần thứ hai họ cho cái award như là 5%, 10% off. Ồ cũng hay, đúng rồi, nghĩ lại cũng đúng. Tại sao phạt được mà không thưởng được, đúng không? Dạ. Đó, tại vì cái cơ hội để căng để làm gì? Căng á là để có cơ hội lên giá. Căng á là để có cơ hội bỏ cái hồ sơ đó, tôi không thèm nữa, anh xấu quá, tôi không có chịu renew cho anh. Nhưng mà luật sư có cái tip gì không? Có nghĩa là thường là bây giờ mình nên đi thế nào gọi khôn ngoan nhất? Có nghĩa là mình nên ở với một hãng hoài năm này qua năm kia, hay là cứ 2 năm là mình phải đổi hãng lần để cho cái giá của mình nó được tốt? Well, nếu mà chúng ta thấy đó là chúng ta tốt, nghĩa là tốt là gì? Chúng ta càng ngày cái điểm của chúng ta càng tốt, trả bill đầy đủ, mua nhà, mua cửa đầy đủ này nọ. Thì lúc mà tới mà chúng ta, tới cái tháng mà chúng ta căng lại đó, thì chúng ta nên trở lại cái ông bán bảo hiểm. Chúng ta nói căng lại giùm tôi. Nghĩa là coi thử coi cái giá tôi là nó bao nhiêu. Đó. Nó lạ có một cái đó, thường thường chúng ta nghe đó, bảo hiểm lên nhưng mà không thấy bảo hiểm xuống.
À đúng rồi, thường nó cứ giống như bảo hiểm sức khỏe cũng vậy, anh cứ thấy nó từ từ nó lên, mỗi năm nó đều lên, nó đâu có xuống. Tại vì nếu mà cái anh bán bảo hiểm á, ảnh căng cho mình á, mà cái điểm mình tốt á thì nó xuống. Còn nếu mà chúng ta để cái hãng ở trên, ở đâu mình không biết á, nó căng á thì nó chỉ phạt thôi. Nhưng mà bây giờ nó phạt hoặc là nó giữ được xem, nhưng mà bây giờ hãng Kaiko họ họ mới có cái triết lý là họ căng nhưng mà họ thấy mình no accident á, thì họ sẽ reward mình bao nhiêu points á, mình không biết. Hình như là một số hãng cũng cũng có cái tương tự như vậy. Hình thì như họ là... họ bắt đầu họ có competition á. Đúng rồi. Họ thì nó cũng cho người ta một cái khuyến khích là lái xe an toàn hơn. Yeah. Thì để cho mình giống như mình đang được cái, mỗi lần mà mình không có cái tai nạn đó, được tính tiền lại thì mình được giảm xuống một bậc. Yeah. Thì nó cũng có lợi đó. Thì đó là cái một số những cái xoay quanh những vấn đề bảo hiểm cũng như những chiếc xe của quý vị. Hy vọng là cũng hy vọng là quý vị không bị tai nạn nhiều cũng như là không bị tính điểm mà nó phạt. Thì thật sự là nhiều người quý vị cũng bị xót ruột lắm anh. Hoặc là những quý vị có con em nhỏ, nhiều khi mình không đụng nhưng mà nó đụng là nữa là mình bị lên theo. Vâng, thì kính thưa quý vị, thôi bây giờ chúng tôi xin chuyển sang phần 2. Và có lẽ là hôm nay luật sư Vĩnh Vương có một vài cái sáng kiến làm chương trình vui gửi cùng quý vị. Well, cái hồi kỳ rồi á, mình có hứa với cộng đồng là mình sẽ mở cái đường dây lại. Ok, so hồi kỳ rồi mình mới lấy được có 17 cái vốn thôi. Mười mấy đó không nhớ. Và bây giờ mình siết lại. Là mình chỉ muốn lấy cái lá phiếu bên nào thôi chứ mình không có nên không hỏi tại sao nữa, không hỏi tại không sao. Nhưng mà cái luật của Mỹ là thường thường cái poll á, cái poll là nó như vậy, nó nói là nếu ngày hôm nay anh bỏ phiếu, đúng rồi, thì anh chọn ai? Anh chọn ai? Đúng rồi. Cái bụng cái thôi chứ. Nhưng mà mình hỏi tên không? Không. Vì nếu mà không tên lỡ người đó gọi lại thì là hai phiếu cho người đó không? bởi vì bây giờ David muốn nói với Quốc Bình á là cái chương trình của luật sư Vương á, cái gọi vô á, nó không có cho vui thôi, nó nha, nó cho vui thôi, nghĩa là nó không có nghĩa lý gì hết, nó không có chết cái hết á. Bây giờ ha, hy vọng là quý vị mình lấy được nhiều quý vị là nhiều khác nhau ha. Rồi, và vâng, mời quý vị đầu tiên ạ. Hello, chúng ta lại bị rớt rồi. Bây giờ là nếu quý vị đi bầu ngày hôm nay giữa liên danh hợp bấm nhất, nút nào thôi, bấm nút hợp nhất hay là đoàn kết. Với là hợp nhất là do luật sư Phan Quốc Cường làm thủ ủy, và đoàn kết là do đồng quý sĩ Cảnh Thiên, Đào Văn Thảo. Thì quý vị chọn ai? Rồi, bắt đầu. Hello. Hello. Hello, đoàn kết. Đoàn nhất phải không? Vâng. Rồi, đoàn kết. Đoàn kết. Rồi, đoàn kết. Rồi, một. Rồi. Rồi, cúp. Cảm ơn chú. Như đó đủ rồi đó. Bây giờ vậy là perfect rồi. Là cứ gọi vô mà bóc thôi. Rồi. Đó, ok. Dạ, đến xa gặp một rồi. Nè. Hello. Hello. Dạ, mời quý vị lên tiếng. Hợp nhất hay là đoàn kết? Cái này phải nhanh nha, không nhanh là luật sư Vương đổi đài á, đổi cái kho á. Nhiều khi mình ba thôi. Ba, hai. Ờ rồi, hợp rồi. Nhất. Rồi, hợp một. Nhất là một rồi. Ba, hai, một. Quý vị không nói là một điều á. Dạ. Yeah. Hello. Hello. Dạ mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. 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 Rồi mời chú. Tôi cho cái phía bên luật sư mà giới trẻ đó. Rồi, cảm ơn chú. Cái đó là hợp nhất. Rồi, à. Rồi. Rồi mời quý vị kế tiếp ạ. Nhiều quý vị bị rớt quá. Hello. Dạ mời quý vị kế Hello. Tiếp ạ. Hello. Dạ hợp nhất. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Yeah. Rồi. Hello. Như là 3-1 rồi đó. Dạ. Đoàn kết. Rồi, đoàn cảm ơn cô. Đoàn kết là 2-3 rồi. Thật ra là... Hello. Dạ, chúng tôi nghe rồi ạ. Hello. Dạ. Tôi nói đoàn kết cơ. Dạ, cảm ơn cô. À, 3 điều. Dạ, rồi bây giờ mời quý vị kế tiếp. Thầy bấm tay hơi mỏi á. Hello. Dạ, mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ, hello. Dạ, mời chị mời cô. Dạ, đoàn kết. Dạ, đoàn kết. Rồi, cảm ơn cô. Bữa nay vui hơn, mình có hai phe. Vâng, mời quý vị kế tiếp ạ. Nhưng mà nhớ nha, cái này là cho vui thôi nghe, chứ đừng có nói là luật sư Vương bà. Ấy là cái này cho vui thôi mà không có khao á. Dạ, đoàn kết, đoàn kết. Dạ, rồi, đoàn kết. Rồi, như vậy là 5-3 đó. Dạ. Phải không? Vâng, 5-3 phải không? Mình rồi. Còn có 5 thì anh cứ giữ cái của anh, mình giữ cái mình. Rồi, thấy chưa thôi. Lỡ mình thiếu cái gạch ở đâu. Vâng, mời quý vị ạ. Hello. Hello. Dạ mời anh.
Hello. Hợp nhất muôn năm. Rồi, cảm ơn anh. Là nói hợp sao nhất, không nghe. Hợp nhất. Anh vừa rồi là hợp nhất. Nói nhỏ thôi, đừng nói lớn. Dạ. Rồi, mời quý vị kế tiếp ạ. Hello. Hello. Dạ, mời chị. Hello. Dạ. Rồi, mời chị lên tiếng nào, mời cô lên tiếng nè. Đoàn kết. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, 6. Wow, bữa nay mình thấy nhiều người chưa có ai bị lặp lại phải không? Tại vì luật sư Vương có hứa với vị là luật sư Vương làm lại cho nên bữa nay ra đó. Wow, cuộc chạy đua mà thấy nó sắp xỉ cũng hồi hộp hơn không? Là không thưa anh. Vâng, mời quý vị ạ. Hello. Hello, dạ, đoàn kết anh. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn. Rồi, bây giờ mời quý vị kế tiếp với đường dây ạ. Hello. Dạ, mời chú hoặc mời anh ạ. Alo. Dạ, mời chú hoặc mời anh lên tiếng ạ. Alo. Dạ, nghe rồi ạ. Không nghe, không nữa lên tiếng lời ấy ạ. Alo. Bác nhiều khi lớn tuổi ra mình chậm. Đoàn kết. Nhiều khi lớn tuổi. Rồi, cảm ơn bác rồi. Bây giờ mời quý vị kế tiếp ạ. Alo, hợp nhất. Rồi, cảm ơn chị. Hợp nhất. Rồi, hợp nhất. Rồi, mời quý vị kế tiếp. Dạ. Hello. Cho quý vị biết là mình còn 6 phút nữa đó. Dạ. Mình đi. Đó. Dạ, mời anh. Dạ, tôi xin bỏ cho liên danh hợp nhất. Rồi, cảm ơn rồi, anh. Rồi, một nữa. Rồi. Cái này là close call đó. Bây giờ mời quý vị kế tiếp. Đừng đếm, đã cuối đếm nó mới hồi hộp. Rồi. Dạ. Dạ. Đúng. Rồi, mời anh không mời chú. Quốc Bình David Vương. Không dạ dạ không có tìm đó hả? Dạ dạ thật, cái liên danh nó chưa có vậy thôi, không đi bầu, không đi rồi với đâu. Cái trắng. Này là bye bye. Dạ cái này là phiếu trắng, phiếu trắng nha. Dạ phiếu trắng, phiếu trắng một đi. Rồi, dạ phiếu trắng, phiếu trắng rồi. Hello. Dạ mời quý vị kế tiếp ạ. Hello. Mà mình có quyền bỏ cái phiếu nó gọi là undecided đó. Hiện bây giờ mình chưa có. Hello. Dạ dạ mời. Cô nào có Thanh nhá, cô vào cho liên danh hợp nhất. Rồi, cảm ơn cô. Rồi. Dạ. Yeah. Không, hình như là trên lá phiếu đó là họ có ba cái option cho mình phải không? Là một là Không. Bên này hai bên. Cái kia. cái poll mới lá phiếu, cái poll là mình có quyền bỏ bữa nay hoặc là mình không có ý kiến hoặc là mình undecided. Undecided. Có nghĩa là phiếu trắng, tương đương là phiếu trắng nha. No, không phải undecided nghĩa là bỏ nhưng mà chưa biết bỏ cho ai. Rồi, ok, rồi. Còn phiếu trắng nghĩa là không bỏ đó. Rồi. Yeah. Hello. Dạ. Yeah. Hello. Hello. Dạ mời chú. Tôi đoàn kết muốn bên đây. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn. Bye. Rồi, bây giờ mời quý vị kế tiếp. Hello. Dạ tôi bầu cho hợp nhất ạ. Rồi, cảm ơn chị. Nay mình nghe hồi mình cũng không biết, thấy cái số phone thì giống nhau nhưng mà không biết là bây giờ định nói là cứ gọi vô mà chị ở trong, nhưng mà mình khuyến khích là quý vị là nhớ có người mới, đừng một mình gọi lại nữa nhá, thì nó alo thì, rồi mời chú. Alo. Dạ mời chú. Alo. Dạ mời chú lên tiếng nè. Alo. Dạ nghe rồi thưa chú. Đoàn kết. Okay. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, mời quý vị kế tiếp cho đường dây ạ. Hello. Còn 3 phút nữa. Alo. Dạ. Dạ. Dạ, em lấy câu đoàn kết ạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mời quý vị kế tiếp. Đây mình không nghe đoàn kết. Dạ. Không nói đoàn kết. Lỡ mà có nghe sai thì cũng không sao đâu. Hello. Không, chấm hello. Điểm. Hello. Chấm điểm hay chấm đàng hoàng á. Dạ. Hello. Không, hai lỗ tai nghe là hello. Hello. Rồi, dạ. Mời chị. Dạ, đoàn kết. Rồi, đoàn kết. Cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình mời quý vị kế tiếp. Chúng tôi mất đường dây vào. Xin lỗi, mời quý vị kế tiếp. Dạ. Quý vị chọn ai ạ? Dạ, chọn đoàn kết chứ. Dạ, cảm ơn chị. Wow, wow. Thế có nhiều người rất là mới nha. Không biết cô Dung gọi được chưa? Cô Dung mới nhiều phone quá, cô Dung không gọi vô được luôn. Hello. Dạ mời quý vị lên tiếng nè. Không biết chú Tâm gọi được chưa ha? Chú Tâm được rồi, cái người đầu tiên. Dạ. Hello. Hello. Đổi ạ. Rồi. À xin lỗi chị, nói lại ạ. Hợp nhất. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi. Hello, mời quý vị lên tiếng ạ. Chú đã nghe rồi. Hello. Dạ xin mời quý vị lên tiếng nè. Rồi. Nếu mà mình đếm 1
Hi. Dạ, xin lỗi quý vị nha, chúng tôi đổi đường dây. Hello ạ, dạ. Chúng tôi nghe rồi. Hello. Đoàn Kết. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mời quý vị kế tiếp. Hello. Mình hello, cho phút. Tôi bỏ phiếu Đoàn Kết là sống chứ là chết, xin bỏ Đoàn Kết. Dạ, Đoàn Kết, cảm ơn chú. Với một ly nước mát của chú Mạnh Xuân Thái. Vâng. Lâu quá chú Mạnh Xuân Thái chưa cho quà mà nước mát á, nói trước rồi đấy chú Mạnh Xuân Thái. Phải sáng kiến, nhiều khi đúng là phải sáng kiến. Dạ, vâng. Hello. Dạ, dạ. Mời cô. À, em là Đoàn Kết. Rồi, Đoàn cảm ơn chị. Rồi, mời quý vị kế tiếp cho đường dây ạ. Hello. À, hello. Dạ. Tôi là Dung Dung, tôi ủng hộ Liên Danh Hợp Nhất. Dạ. Hợp Nhất. Thầy Kiều. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, mời quý vị kế tiếp cho đường dây ạ. Mời quý vị ạ. Sorry. Dạ. Hello. Rồi, mời chị. À, dạ, tôi là Vân Đặng. Rồi, chào chị. Chị chọn ai? Bầu cho cái Liên Danh Hợp Nhất. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Rồi. Cái này bữa nay đỏ hết. Mình đi nhanh mình được nhiều hello. nhiều người gọi hơn lần trước. Dạ. Vâng, mời quý vị kế tiếp ạ. À, dạ, tôi tên là Mai. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Chị chọn dạ, ai? Tôi ủng hộ cho Liên Danh Hợp Nhất. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Dạ, cảm ơn. Rồi. Cái này Quốc Bình làm hồi hộp quá, không cho ra con số. Mấy quý vị có ở nhà đếm. Tí đếm xài là bị trách nhiệm nha. Yeah. Mời quý vị lên kênh kế tiếp ạ. Hello. Dạ. Hello. Rồi mời chị. Dạ, tôi là Đế, tôi xin bầu cho Liên Danh Hợp Nhất. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn. Rồi mình có bầu cho. Ôi, chắc là một người hai số phone đó, qua số phone rồi vẫn nghe cái đó. Bây giờ mời quý vị kế tiếp ạ. Hello. Hello. Chắc mình nhận ba quý vị nữa nha. Dạ. Hello. Rồi mời anh. Hợp Nhất. Rồi cảm ơn anh. Bây giờ nó báo cáo với quý vị là gần hết giờ rồi đó. Dạ, mình hết giờ rồi, cho mình hai quý vị nữa. Nhưng mà đỏ lét hết rồi. Dạ, hôm nay anh lấy hết đêm luôn cũng không hết được. Nhưng mà mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ. Hello. Hello. Dạ. Đoàn Kết. Rồi dạ. Cảm ơn cô. Bây giờ một quý vị chót nha. Một quý vị chót, lucky đi. Mặc dù là mình có ba quý vị đang chờ lận, nhưng mà xin cáo lỗi, đây là quý vị chót. Mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Rồi mời chị. À, tôi tên Lan, tôi muốn bầu cho Liên Danh Hợp Nhất. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, hết giờ. Hết giờ. Còn đỏ lên quý vị rất là nhiều nha. Sâu. Rồi. Sâu, bây giờ Quốc Bình đếm nhiêu điểm? Bên này đó mình có là 15, 16, 17 cho Đoàn Kết và 15 Hợp Nhất. Anh có giống vậy không? David... để coi thử coi. Tại vì nãy Quốc Bình nói gạch. Ok, đây mình đếm cho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ủa, đây mình ra 18. Ồ ok. Vậy không? À ta có cái phiếu trắng. Ờ cái phiếu trắng rồi. Yeah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Chắc hụt đâu đó. Hụt rồi. Nhưng mà mình nhớ mình có gạch từng người một lần. Rồi. Anyway, cái cũng gần nhau. Có theo Quốc Bình là 17 phải không? Dạ, theo 17, 15. Mình là 17 với 15. Ok. Nhưng mà cái này thì xin lỗi quý vị là nó gọi là tương đối bởi vì vừa lo nói vừa lo gạch. Nhưng mà cũng cho thấy được là có một cái sự cũng rất là suýt sao phải không anh? Cũng như là có một cái sự quan tâm đồng đều hơn thứ hai. So David yêu cầu quý vị là như vậy nè. Sau khi cái debate số 2 đó, cái debate nhì đó, đúng không? Mình làm một cái poll nữa. Vâng, mình sẽ làm một cái poll nữa coi thử coi cái nó có khác sau khi mình nghe hai bên kể. Vâng thì không biết là sẽ có cái debate vào cuối tuần này hay không, chúng ta sẽ có một cái thông báo gọi là chính thức cùng với quý vị. Tại vì chúng tôi cũng vừa mới có trao đổi trong sáng nay với bên Liên Danh Hợp Nhất đó. Thì hình như là họ không có tham gia vì với cái lý do mà chúng tôi sẽ có thông báo gửi quý vị. Cho nên đó là cái debate hy vọng là 1% nào đó mà Liên Danh Hợp Nhất vẫn giữ cái lời cam kết hứa của họ thì họ vẫn còn tiến hành. Nếu mà không thì có nghĩa là cái debate nó sẽ không hiện hữu. Thì có thể là mình phải cancel. Thì chuyện đó là chuyện nhỏ anh. Thì nếu mà có được như vậy thì luật sư Vương bỏ nó qua đi, nghĩa là
luật sư Vương sẽ hứa là gần tới bỏ đó. Phiếu luật sư Vương làm một cái poll nữa. Không thì bây giờ mình còn đến 24 lần là ngày phiếu thì bữa đó mình sẽ làm một cái poll cho vui. Dạ rồi. Vâng. Thì bây giờ thì cũng cảm ơn sự theo dõi của quý vị và một lần nữa cũng cảm ơn quý vị đã gọi vào cho chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa nếu quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc về những vụ tai nạn xe cộ, những vụ liên quan bảo hiểm, quý vị có thể liên lạc văn phòng luật sư David Vương trên lầu 2 khu công 4 hoặc là quý vị có thể gọi số điện thoại trên màn hình để lấy một cuộc hẹn. Bây giờ thì một lần nữa chia tay quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Và chào luật sư David Vương. Dạ, chào Quốc Bình.